Ok, hello anh em. Rất vui vì được gặp lại anh em trong những cái clip làm về auto chess trên kênh Game Today. Trận này khả năng là chơi Goblin rất là cao đấy. Đây này, có bom, có canon. Trận này không có máy bay nhưng mà có bom, có canon, có Dash Spirit. À, chơi được nha anh em nhá, nhưng mà cũng phải cẩn thận bởi vì có một con rớt và một con rồng 5 tiền ở đây. Là có thể nó sẽ làm cái bộ 12 con. Đấy, nhưng mà có thể là chúng ta cũng sẽ chơi bộ 12 con nên là cũng không có gì phải lo lắng lắm. Đấy, đối thủ chơi cái gì ta lựa chơi thôi. Rồi, đầu clip thì rất là cảm ơn anh em Nguyễn Đình Hiếu đã donate cho tôi. Cái tầm này tôi cứ coi như là anh em donate là cái quà mùng 1 tháng 6 cho bé Khoai. Đấy, thì Khoai nó cũng xin được gửi lời cảm ơn đến chú Hiếu. Đây, thì tôi có thu âm lại để gửi đến chú Hiếu. Rồi, con nói đi. Cảm ơn chú. Cảm ơn chú 50.000 ạ. Cảm ơn chú vì... vì bố tắt chị... bố mua. Bố mua cái gì? Bố mua Pikachu. À, thế à? Cảm ơn chú vì chú đã... Đã tắt tiền. À, đã cho tiền. À, cho ai tiền? Cho bố tiền. Bao nhiêu tiền? Mình 45 điểm. 450. 50 điểm. Ừ. Thế nhá, con bảo cảm ơn chú ạ đi. Cảm ơn chú ạ. Rồi, ok. Cảm ơn ông nhá. Đấy, cháu nó mới có 3 tuổi thôi. Chưa đến 3 tuổi. Chưa đến 3 tuổi mà đã biết tiền rồi, đã biết tiêu tiền rồi. Thằng này bây giờ khôn thế chứ lại. Ngày trước bố chắc là cũng phải lên cấp 2, cấp 3 mới biết tiêu tiền là như nào. Thế bây giờ đã biết giá trị của đồng tiền rồi anh em ạ. Dã man. Cũng biết là có tiền thì mới mua được đồ chơi, mua được sữa, mua được thức ăn. Cũng biết là có tiền thì mới đi chơi siêu thị được. Đấy mà toàn là lục ví của bố mẹ xong rồi lấy tiền ra chơi thôi. Lấy tiền ra xếp đồ hàng như là đang đếm tiền ấy. Đang đếm tiền. Thế mà rồi cũng biết được là cái đồng nào to, cái đồng nào bé anh em ạ. Đấy, cho chơi mấy cái đồng 1-2 nghìn ấy, mấy cái đồng 5 nghìn không bao giờ lấy luôn. Đấy, toàn là đòi cầm tờ 500. Khôn thế chứ lại. Chết thật. Như này no thật. Mấy hôm nữa là biết tiêu tiền rồi. Thấy anh em bảo là trẻ con thì không nên tiêu tiền sớm. Trận này thì tôi nói thật với anh em là không phải Goblin à. Tôi chuyển sang mết tôi chơi. Trận này sẽ có nhiều thằng chơi Goblin đấy. Chơi mết cho nó an toàn anh em ạ. Chơi nó có hai cái sự lựa chọn cho tôi. Một là chơi mết, hai là có thể là chơi Feather thì có được không? Cũng được. Yeah. Feather thì mua một cây. Rồi ra ngoài thắng thì mua một cây. Và thua thì bán con ọc đi mua cây. Cũng thế. Ok. Để xem nào cái trận này chơi gì. Chỉ có hai con đường thôi anh em ạ. Phe giờ hoặc là cái bộ 12 con. Trận này có bộ 12 con là mạnh này. Đấy, trận này chơi được. Nếu mà chơi được human rồi lên 12 con là chơi 9m5 rồng. 9m5 rồng anh em ạ. Trận này có cả rớt, có cả rồng 5 tiền. Được. Tôi muốn mua cái con gấu quá nhờ. 3 phe giờ. Thực ra con gấu này kích hệ nhưng mà cũng sẽ phải lấy. Biết đâu ấy, lên 2 sao làm tăng cơ về trên anh em. Lấy chứ. Mặc dù là nó kích hệ gấu, nó gọi ra gấu nhưng mà nó cũng vẫn có cái tác dụng của nó. Nếu mà nó làm tăng cơ thì con này cực trâu luôn. Đấy, nhưng mà lại thua rồi. Thắng nổi không nhở? Rất khó để có thể thắng được ở đao này. Ơ? Thắng được không? Ui. Được đấy chứ, thắng được luôn hả? Bài nó mạnh như thế mà tôi thắng được. Dã man thật. Không hiểu kiểu gì ạ. Tôi còn đang định eco cơ. Bài đuối với đài. Ui, feather rồi. Có phải không?
hay là beat nhờ. Ui, trận này nói chung là beat cũng được luôn. Bởi vì cái trận này này, anh em cũng biết là Goblin nó khá sợ beat ấy. Nếu mà chơi beat ấy, thì là sẽ counter được khá khá ở trong cái trận đấu này. Beat cũng là một lựa chọn. Beat cũng là một sự lựa chọn. Giờ tôi cần là cần nó phải định hình được, ví dụ như là ba Hunter này, ba Hunter đầu game kết hợp với hai đỏ này chẳng hạn như thế. Ui rồi chết rồi, Gladiator à? Ui thằng này Gladiator to đấy. Thôi thì thua. Con đỏ bay đúng cái vị trí cái lô. Sợ thật đấy. Giết được thêm một con nữa đi, giết thêm một con nữa đi. Một con nữa thôi, đủ rồi. Thế thôi, tôi cũng chỉ cần như thế thôi anh em ạ. Giữ máu tí. Một máu nó cũng quý anh em ơi. Biết đâu đấy một máu đấy là cứu sống tôi. Súng này rồi, ba Hunter rồi anh em ơi. Rồi ok, lên level 5. Tạm ổn. Có ba Hunter là chơi được rồi. Từ từ đã, lên 6 rồi mới kẹp ba phe giờ vào anh em ạ. Để này để câu gấu. Tí nữa mà hên hên nó giao gấu mết thì chúng ta vẫn chuyển được, bởi vì ghép cái Blink mà. Ghép Blink tí nữa mà giao gấu mết thì chuyển sang chơi mết thôi. Chơi mết chơi 12 con, còn bây giờ rất có thể là sẽ là chơi ép này. Trận này lại thua rồi, mạnh quá. Ui rồi ôi, đúng lúc bắn tên thì cái con này nó nhảy một bước, thế là không gây đam. Ú, cái gì đây? Ê, có phải không? Hay là cái gì đấy? Mèo xong rồi lại còn Thunder à? Tôi chơi cái gì nhỉ? Hết tiền rồi, nhưng mà cái con mèo này thì tôi nói thật là không thể bỏ được. Phải bán đi để mua. Bán con gì đi đây? Thôi bán gấu ấy nhá. Bán gấu đi anh em ạ. Thôi thôi thôi, không chơi gấu. Trận này không cần chơi gấu. Gấu thì nó cũng khó mà nó có thể lên được 12. Gấu ra gấu mết cơ mới chơi được anh em ạ. Thôi không hên xui nhá, chơi thẳng luôn. Bây giờ là thêm một con mết nữa. Hy vọng là round sau là có mết để mua. Một con mết nữa kích hệ bắn trưởng anh em ã. Bây giờ cứ ba Hunter vào đã này. Ba Hunter rồi có con CM này nó tăng mana lên thì nó bắn nhanh hơn, bắn trưởng nhanh hơn, thế là được rồi. Ok, round này thắng rồi này. Rồi. Úi dồi ôi, đấy rồi. Trời ơi, lựa chọn nó rất hợp lý đấy, vị trí của tấn công. Thế đây con này lên 2 sao à? Lên 2 sao này. 3 mét. Cho 3 mét vào đúng không? Thì cái tầm này thì bỏ Hunter đi rồi đúng không? 3 mét vào luôn chứ còn gì nữa. Đây, như này. Ok. Được chưa? 3 mét. Bây giờ lên một round nữa là kẹp vào là ép vào là ok này. Là ở trên level 6 là 3 ép 3 mét. Thôi bán đi up luôn anh em ạ. Up luôn, up luôn. Tận dụng cái lợi thế, tận dụng lợi thế. Kiếm chuỗi luôn anh em ạ. Tầm này là bắt đầu là ổn rồi, ổn rồi. Bây giờ thì tung trưởng nhanh được, có CM 2 sao. Bắn trưởng nhanh. Thêm cái phần tăng cơ về trên nữa là xong. Bây giờ đang thiếu tăng. Đang hơi thiếu tăng cơ. Đấy, quả đấy mà không up là thua thằng này rồi. Thằng này nó cũng up 6 rồi này. Ok. Rồi, ăn được không? Ăn được. Cây nó chết rồi, hay quá. Thunder Spirit gây đam rất nhiều nhá. Được đấy nhở, Thunder mới có 1 sao luôn. Ôi, trận này có vẻ như là tôi biết cái này form cái gì rồi anh em ạ. Trận đấu này nó khá là rõ ràng trong cái việc ra bài đấy. Đấy. Bây giờ vẫn có hai lựa chọn là Feather với cả Mết. Tuy nhiên là Mết này nó không phải là 12 con. Mết này rất có thể nó sẽ là 9 mết này anh em này. Rồi bán con hai con này đi là chúng ta có đủ tiền là 10 tiền. Ok, bán con mèo đi với cả con cây đi là có 10 tiền. Đấy, rất tiếc là round này không có human để kiếm tí sách. Thôi được rồi. Chuyện này rất có thể nó sẽ là Feather. 6 Feather kết hợp với 3 mét là ở level 9 à. Thế thì không được. Chơi thế thì không được. Thế thì chắc là sẽ là 9 Feather hoặc là
9m thôi. À cái trận này nhá, tôi còn nhận thấy là ở trong cái bộ truyền thuyết ấy là có con Dark Spirit đấy. Ui vừa bán con mèo ra mèo ạ, cay đấy nhở, đen đấy nhở. Đen đấy nhở. Vừa bán con mèo xong anh em ạ, không là ngon rồi. Tí nữa thì trận này có Dark Spirit late game là có thể là chuyển sang Warlock cũng được nhá. Chơi Warlock được không? Đầu game chơi 9m xong chuyển dần sang God Warlock có Canon. Được, trận này được đấy. Trận này có Canon là God Warlock Canon là tuyệt vời luôn. Không sợ mấy cái bộ như là cái bộ Goblin. Trận này có Goblin này này. Rất nhiều Goblin đấy. Nói chung là ít nhất cũng phải hai thằng hàng chơi. Ơ, đâu này thua. Ôi mẹ ơi, thế nào này lại thua. Ơ nhưng mà con trâu, con cây là trâu ấy nhở. Ui. Ui. Vẫn thắng cơ. Ờ. Bán luôn con này đi lấy 20 tiền. Kunka này. Đây, cho con này vào có sách lên 7. Kiếm của sách anh em ạ. Rồi. Thọt tiền một tí. Ơ thế thì như này có chưa được human không nhỉ? Cũng không được, nó phải ra con già cơ. Con này phải ra già cơ anh em ạ. Từ từ đã. Đợi chút. Bây giờ phải ra già với cả có một cái con giống kiểu con Agali ấy. Agali Clay nó làm tăng cơ phía trên, hoặc là con Kunka lên 2 sao thì hơi khó. Nhưng mà ra già với cả ra Agali Clay 2 sao thì mới chơi được cái bộ đấy. Bởi vì cái bộ đấy nó phải mạnh cơ, nhưng còn nó yếu thì nó cũng chả có sách để mà ăn được. Đấy, trận này nhiều Goblin lắm. Ui, ăn được không? Thằng này to đấy nhở. Ui, nhưng vẫn ăn được này anh em này. Cây gánh đấy, cây tăng cơ. Được. Còn cây, ui nhưng mà thua không? Ui giời ơi, mẹ thế này thì thua rồi gì nữa. Giáp nó bắp nó đúng vào cái con Taboo Witcher ạ. Nó bơn mà là đéo đấm được luôn. Eo ơi, cày thế nhở, vừa mới up cấp xong mất chuỗi luôn. Chết rồi, thọt tiền quá. Thọt tiền quá. Ôi rồi, thế này là chơi phe giờ à. Không ổn rồi, thế này là cũng chưa biết chơi gì anh em ơi. Lại ra thêm hai con thỏ nữa à. Ui. Thế thì có lên là mua con thỏ này không? Hai con thỏ này chơi bây giờ trận này có thể là chơi 9 ẹp được không? Chơi vẫn chơi được đấy chứ. Chơi 9 ẹp được. Vãi cứ đồng chưa anh em. Dã man lắm Goblin thế, trận này quá nhiều Goblin. Ăn nổi cái này không? Ăn nổi không? Ăn nổi không? Ăn nổi không? Được. Goblin nhưng mà tôi chơi mết thì tôi ăn được. Thôi anh em ạ, không mua thỏ nữa. Trận này nhiều Goblin, chơi mết thôi. Đây rồi. Dream chắc này. Trận này chắc chắn là phải chơi mết, nhưng mà chơi mết gì? 9m hay là human thì tôi vẫn chưa biết. Ok. Khả năng là 9m đây anh em ạ. Ra Dream chắc sớm này. Dream chắc là có Blink rồi. 9m. Thôi, chơi 9m anh em ạ. Chơi 9m nhá. Chốt thì 9m fake thôi, chứ còn không chơi hàng này hàng real khó lắm. Bây giờ chưa ra già. Chưa ra già Agali vẫn chưa ra con nào. Agali vẫn chưa ra con nào anh em ạ. Hiện tại là có 4 con đúng không? Cần con già con Agali nữa mới đủ. Combo đẹp này. Ui rồi, quẹt mực đẹp quá nhưng mà chưa bắn được trưởng. Đây rồi. Ui rồi, cái mũi tên thần thánh của con thỏ. Hay quá. Lẽ ra là thua đấy nhưng mà combo rất đẹp. Dream chốc quẹt quả quá được luôn. Tầm này thôi. Aga Avenger Glide thôi thôi, con này không chơi được, không có đồ anh em ạ.
Thôi nói chung là không chơi nha anh em nhá, không chơi. Bây giờ chúng ta đợi chúng ta form ở level 8. 9 mét ở level 8 anh em ạ. Trận này nếu mà có chơi ấy, thì chuyển ra là chơi Warlock. Chơi Warlock anh em ạ. Có lẽ là tôi bán con này đi tôi mua con Warlock. Trận này này là sẽ là late game ấy, là từ 9 mét xong rồi chúng ta chuyển sang God Warlock để đánh với cả bọn Goblin late game anh em ạ. Được, có rớt nhá, có rớt có Dark Spirit mà. Chơi được God Warlock. Có ở Kalong late game là God Warlock chơi cực kỳ mạnh nhá. Đây, ghép được cái gậy tà ác. Gậy tà ác ghép, ghép được. Hai con rồng, cho thêm hai con rồng bài này nó lại câu tôi để tôi lừa tôi chơi 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 human thế này. 6 mét kết hợp với cả 5 rồng ở level 10 thì cũng chơi được nhưng mà phải ra cả rớt cả rồng 5 tiền cơ. Thôi được rồi, cứ lên 8 cái đã tính vậy. Lên 8 kẹp thêm một con nữa vào. Rồi ok, lên 8 kẹp thêm con doctor vào này cho combo lọc cọc này. Và cứ mua cái con rồng mập đã anh em ạ. Tích tiền đã, bây giờ đang thọt tiền lắm rồi đấy anh em ạ. Vừa nãy tôi tự nhiên tôi bị thua, thế là tôi không có chuối. Thế này là thọt quá luôn ấy. Chơi cái bộ human bây giờ hết tiền luôn ạ. Mà bây giờ nó giao nó rồng lại phải mua. Bây giờ mà không mua thì tí nữa, ví dụ nó đủ 5 rồng rồi thì nó lại bị sai. Nó cứ cho bài như thế thì lại phải mua anh em ạ. Chưa biết là làm như nào nhưng mà thôi cứ phải mua thôi. Bây giờ chỉ hy vọng là thắng để có sách để mà cắn lên cho nó đỡ thọt tiền thôi. Một round thắng là sẽ được cộng 3 tiền. Đấy, nếu mà tính theo cái kiểu là cộng cả sách cả tiền vào thì là mỗi round thắng là được cộng 3 tiền. Chết mẹ, ra như này đi chơi cái gì đây. Chết tôi rồi. Warlock vào. Ủm hơi nhiều thứ. Thứ chết cha. Thôi 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 thôi. Không không không, không chơi dòng. Anh em nhá. Trận này là tôi biết chơi gì rồi. God Mate chuyển sang God Warlock. God Mate chuyển sang God Warlock. Ra cái con Zipper. Ok. God Mate chuyển sang God Warlock chơi được. Trận này còn có cả Beat thế này. Thế thì nếu mà Beat thì hay là chơi 9 mét thôi nhỉ. Đấy anh em thấy không? Nếu mà tôi là một cái người mà biết ít line up ấy thì nó rất là dễ chơi. Tức là nó chỉ có một cái line up để chơi thôi thì nó rất là dễ, nhưng mà line up nào cũng thông thạo, thế nên là bây giờ mày nhìn đâu cũng ra bài anh em ạ. Bài ra một cái là nó lại bị phân vân. Thế chứ này. Đau đầu quá. Không biết là chơi gì luôn ấy. Tổng lại bài nó ra nó cứ mỗi round nó ra một kiểu rất khó chơi. Bây giờ ra cho tôi thêm hai con Ren Herat với cả con Saudivo thì chắc chắn là xác định luôn là 9 mét. Bây giờ nó chưa ra anh em ạ, nó vẫn đang cái kiểu như này. Đấy, nó lại ra rồng, nó lại ra human, nó lại ra Warlock, nó ra các kiểu các thứ. Bây giờ rất khó chơi. Rất khó chơi, thọt tiền lắm rồi đấy. Oh my god. Trong khi bọn nó form hết rồi kìa, có thằng 6 Glacier đã form được đến nơi rồi kìa. Ui dồi ôi, căng thế nhờ. Đấy, tầm này cái thằng mà nó đang eco nó có đấm tôi như con luôn. Khó thật. Chết rồi, thọt tiền quá. Vấn đề là nếu mà thọt ý, thọt tiền mà nó mạnh thì không sao. Đây thọt tiền nó yếu cơ anh em ạ. Bài đen vãi. Chỉ trong vòng khoảng 1-2 round nữa thôi, đến round 21 thôi là bây giờ bọn nó đấm tôi như con luôn đây này. Ôi mẹ ơi, chỉ còn mấy round nữa thôi là bọn nó form được đội hình mạnh ở round 21. Bọn nó comeback trở lại thì chết tôi không như này. Ngày nắm nào. Sợ thế nhờ. Bán đi thôi anh em ạ, tầm này khó mà có thể ăn được. Thọt tiền rồi. Thắng được round này không? Hy vọng là thắng round này đỡ phải bán cái con Kunka. Mà nếu mà thua thì là phải bán con Kunka đi anh em ạ. Đấy thua rồi, nhìn biết thua. Yếu quá. Ôi được không? Ăn được không? Ăn được không? Ăn được không? Ăn được không?
Ăn được không? May quá. Có Warlock anh em ạ. Rồi, thế là giữ được con Kunkka cho round sau, kiếm đi sách vậy. Đây, Golden Herat này. Ok, thế 9m, chốt 9m được rồi đấy. Còn một con Sarivo chắc là cũng dễ kiếm thôi. Hy vọng là ra Sarivo sớm. Ok, thế round này là round quái, là có thể là kiếm được cuốn sách này. Cũng đỡ thọt đi được một chút anh em ạ. Đấy, mặc dù thế thôi nhưng mà tôi nhìn thì tôi vẫn đang top 1, đang top 1 về cái số lượng máu ấy. Tức là giữ máu khá là tốt ở trong cái trận đấu này. Ổn, nói chung là vẫn ổn. Bây giờ chỉ hy vọng là form được đội hình 9m này. 9m bây giờ thì thực ra thì vẫn chưa mạnh đâu. Thunder Spirit vẫn 1 sao. Và quan trọng hơn là mẹ nó vẫn có một con anh em ạ. Nếu mà nó là một cặp cơ thì nó còn đang yên tâm, chứ còn bây giờ nó một con ý thì nó là cả vấn đề đấy. Bây giờ là round 20 rồi, vẫn một con Thunder Spirit là không ổn thế nào đâu. Ra thì chưa ra. Đang phải chơi bằng cái con thỏ và con flame anh em ạ. Đang phải chơi combo thỏ Grimchok với cả flame Grimchok. Đấy rồi, có trứng à. Đấy, nó lại ra như này cơ. Thế có khó không như này. Bây giờ tôi lại có cái ý định là chuyển sang God đây này. Có lẽ là phải ớ, khó điều khiển thế. Có lẽ là phải cho God vào đây. Cho God vào đây anh em ạ. Ok, 3m kết hợp với cả 2 God. Trông khéo quá anh em ơi. Nhưng mà bây giờ thì tôi đương nhiên là tôi không thể giữ lại con Kunkka nữa rồi. Bây giờ muộn rồi. Chỉ làm sao để hy vọng ra được cái con sao đi vô sớm để tôi có thể là kích hệ rồi. Khi tầm này anh em thấy đấy, bây giờ bọn nó sang bọn nó đẩy tôi, hy vọng là sẽ mất ít máu. Còn bây giờ thì thua hết rồi chứ còn làm sao mà ăn được ai. Ôi dồi ôi, đen quá. Thọt tiền kinh khủng luôn. Ôi, cây là chính ra lên được 3 rồi này. Ra được con Saudivo và một con Drui nữa thôi. 9m à? 9m rồi. Trận này nhiều Glacier là khả năng là phải chơi 9m. Glacier với cả Goblin anh em ạ. 9m counter vào cả hai bộ. 9m fake thôi. Bây giờ tầm này thì làm sao mà reel được nữa. Không có reel. Counter được một phát hai bộ luôn. Nhá anh em nhá, chốt đi. Chốt là cái này là sẽ phải chơi là 9m. Gót mết không chơi ở đâu. Chơi tạm thôi. Đây gọi là đánh theo kiểu là phải giữ máu. Phải mua tạm mấy con gót vào. Trận này còn cả Gritter. Lắm thứ. Nhưng mà combo rất đẹp lên được vị trí của Grim kết hợp với cả con Flame. Hay quá. Chính ra là những cái quả như này tuyệt vời luôn anh em ạ. Giữ được máu cũng như là triệt tiêu cái đối thủ mạnh. Cái thằng Gritter này là cực kỳ khó xử đấy mà. Có cả Gladiator sống sót ở trong trận đấu này vào late game nó sẽ rất khó chơi. Khi mà 9m nó không phải là cái bộ để có thể là ăn được Gladiator đâu. Gladiator nó không bị đóng đá anh em ạ. Nên là phải hết sức là cẩn thận với thằng Gladiator. Tốt nhất là nên đi sớm ấy. Gladiator là phải cho đi sớm. Còn trận này khả năng là sẽ chung kết là sẽ là đánh với cả Glacier ấy. Glacier trông to lắm rồi. Bây giờ Glacier thì đủ 6 Glacier rồi thì bây giờ cứ để dành tiền là nó lên dần thôi. Anh em ạ. Đây này còn Goblin rất nhiều nhưng mà đâu tôi có được những cái combo có giá trị đến từ con Flame và con thỏ. Hai con này còn có được hưởng gót nữa nên nó bắn liên tục. Tuy nhiên là gặp thằng Goblin này thì vẫn thua rồi. Không thể ăn được. Rất khó để chơi. Bây giờ nó phải ra giữ máu của tôi ấy. Đây rồi, có nên đập trứng cho con này luôn không nhở? Đập trứng luôn để giữ máu không? Có nên đập trứng luôn không nhở? Chơi an toàn thì đập trứng luôn nhưng mà vẫn chưa có sao đi vô. Chưa biết là có chơi được con này không ấy. Thunder Spirit. Biết đâu lại tí nữa nó lại thành God Warlock anh em ạ. Thực ra chơi như này thì rất có thể nó sẽ là God Warlock. Ở level 9 3m 2 gót kết hợp với cả 4 Warlock được mà. Hoặc là có thể là 4 gót kết hợp với cả nó cả. Ui giời. Quả giật được đấy nhở. Combo này là vẫn đang giữ máu của tôi.
Đấy, hoặc là có thể lên 9 thì có thể là chơi là 3m kết hợp với 4 gót và 2 gua lóc. Đấy, nó là sách giáo khoa rồi anh em ạ. Nó có hai kiểu đấy đấy. Đấy là 2 gót này kết hợp với 4 gua lóc 3m, hoặc là 4 gót kết hợp với cả 2 gua lóc và 3m. Đấy, nó chỉ có hai cái kiểu đấy thôi, form ở level 9. Đấy, còn bây giờ chưa ra sao đi vô, mấy cái con 4 tiền thì ra, còn có con 3 tiền, à con 2 tiền thì không ra ạ. Rodin chắc ra hai con từ đời nào rồi. Cay thật. Giờ chắc là tôi roll mấy cái ở level 8 đã, chứ tôi cũng chưa dám lên 9 đâu anh em ạ. Từ từ đã, roll mấy cái đã để xem là chơi cái gì, chứ còn bây giờ cũng chưa biết là chơi cái gì luôn. Cái tầm này tôi vẫn chưa biết là chơi gì anh em ạ, dã man. Ok, ăn được quái không? Đừng bảo toàn quái nhá, bọn này là nó đuối lắm đấy. Chết tôi rồi, trông kia. Nhưng mà, ôi giời, không được, tỉnh dậy là bị bắn tên ngay. Đồ chán quá. À đây rồi. Đây rồi, đây rồi. Ngoài ra cân cây cũng lên được 3 luôn anh em ạ. À, được quá nhờ, quả này gia tăng sức mạnh là hơi bị nhiều đấy. Ok, thế thì nó vào cái bộ này là nó tuyệt vời rồi anh em ạ. Form được rồi. Đội hình 9m nó đã vào tay tôi rồi. Ok, thế bây giờ áp dần thôi, áp dần đến 9 thôi. Nhé. Yeah. Có nên đập trứng cho Thunder không? Đập không? Đập luôn. Rồi, dồn đồ cho Thunder đó. Ok anh em ạ, đập luôn để lên được 9. Đấy, còn rất nhiều cái món đồ ở đây là chưa lấy. Để xem nào. Đây rồi, bây giờ gặp thằng này đúng không? Gặp thằng này. Ồ. Anh em thấy chưa? Mạnh chưa? Mấy cái thằng Glacier này gặp bọn 9m thì xác định luôn như gì nữa. Tí nữa là cà giật thôi, không nhấc tay lên đâu anh em ạ. Rồi, bình tĩnh. Chỗ này tôi vẫn có một cái gì đấy tôi hướng tới là sẽ là 9m anh em nhá. À quên, sorry anh em, nó sẽ là God Warlock anh em nhá. Vẫn là hướng đến late game là chơi God Warlock thôi. Với trận này tôi nghĩ là sớm muộn gì thì cũng solo với cả cái bọn Goblin late game thôi anh em ạ. Solo Goblin late game thôi. Thì đã chuyển sang God Warlock chơi. Rồi ok, để cái này đi. Cho này lên. Sẽ có anh em sẽ hỏi tôi là tại sao chơi với cả Goblin nó lại không để 9m luôn. Thì đoán xem nhá anh em nhá, em đoán xem. Có lý do. Có lý do đấy. Còn đoán là tại sao. Đoán là tại sao. Nếu mà chơi 9m thì solo với late game thì theo anh em thì nó có để Goblin nó chơi với tôi không? Thế là anh em đấy nhá, gợi ý cho anh em là lý do đấy. Còn anh em đố anh em đoán được là tại sao. Tại sao mà lại phải là để ở dưới này là có thêm cả God Warlock nữa. Rồi ok, vẫn ăn được. Nói chung là Goblin tầm này thì vẫn ăn được. Nhưng mà đến lúc Goblin xanh thì cũng chưa biết nhá anh em nhá, chưa biết. Mà nhất là cái độ bộ 9m này thì rất dễ là Goblin counter. Nó chỉ gọi là bắt lạt được giai đoạn giữa game thôi anh em ạ. Chứ còn late game là phải God Warlock. God Warlock rồi gì nữa? Đố anh em biết đấy. Đố anh em biết God Warlock rồi gì nữa. Nếu mà anh em xem tôi lâu rồi thì là anh em biết đấy. Chắc chắn là các anh em mà xem lâu rồi thì cái kịch bản này này, nó không phải diễn ra một lần đấy. Cái kịch bản mà solo 9m solo với cả Goblin late game ấy, là kịch bản không phải là diễn ra một lần đâu. Rất nhiều lần rồi, counter lại lẫn nhau rất là kinh. Nên là anh em, nếu mà anh em xem lâu rồi là anh em biết là tại sao nó lại phải để như này. Đấy, phải để sẵn cả Warlock ở phía dưới. Đấy. Có lý do anh em ạ, có lý do. Không phải là tí nữa là ăn được Goblin đâu anh em. Tôi nói rồi, nó chỉ ăn được giai đoạn giữa game thôi. Late game rồi Goblin nó cũng sẽ chuyển sang một cái đội hình ăn được cái bộ này của tôi. Ok. Rồi bây giờ thì vẫn ăn được. Ồ. Không biết là cái kịch bản này nó có xảy ra không, nhưng mà bây giờ là có bọn Beat là nó chết này. Cắt chuối bọn Beat nữa này. Ôi rồi, được quá nhờ. Cắt chuối luôn, hay quá. Cái bọn Beat ý là cái bọn là phải chăm sóc, là phải xử đầu tiên anh em ạ. Thì mới dám chuyển sang God Warlock được. God Warlock thì lại bị Beat nó đấm. Đấy. Thế cơ. God Warlock lại rất là sợ Beat. Nhưng anh em thấy kìa. Ôi dồi.
Máu tôi bây giờ đang vẫn 70 máu anh em ạ. Giữ máu tốt vãi cứt luôn. Mặc dù là cái giữa game nó rất là lèo khèo nhá. Bây giờ tôi lại thấy là tôi vẫn rất ổn ở đây. Nào, Goblin bắt đầu có hai con Dark Spirit bom ra rồi kìa. Cười đấy. Đủ bộ mech rồi nên là bọn này bây giờ nó bắt đầu thắng, nó ra được mấy cái con 5 tiền. Không biết là có đẩy nó trước được khi mà nó khỏe không. Chưa để nó to thì cũng khó đấy. Goblin lúc mà nó to nó hai con máy bay. À trận này không có máy bay. Hai con ca lông với cả hai con bom 2 sao thì lúc đấy là sẽ rất là nguy hiểm. Hai con đát 2 sao nữa thì rất nguy hiểm. Ui rồi ơi, nhưng mà lúc đấy có sống được đến lúc đấy không? Có sống được đến lúc đấy không? Con thỏ tôi vẫn sống kìa. Ồ, như nào? Bây giờ thì vẫn bắt lạt được. Hay quá. Úi giời ơi, thằng còn 15 máu. Vớ vẩn để đi sớm ấy chứ. Ra đát rồi này. Hay quá. Thôi con già không chơi anh em nhá. Đội hình này không chơi già. Kệ nó. Hay quá nhờ. Dark Spirit này thì tí nữa kẹp vào thôi. Tí nữa cái con đát này nó không phải con co đâu. Ở trong cái bộ mà tôi ấy thì nó sẽ con ca lông nhá anh em nhá. Trận này ca lông hoặc là bom thôi. Trận này sẽ đánh, nếu mà chuyển sang God Warlock thì sẽ là ca lông và bom. Ở đây có hai con là có thể chơi được God Warlock. Còn cái con Dark Spirit này nó sẽ có một cái nhiệm vụ khác. Nếu mà late game nó chuyển sang, nó sẽ kết hợp với cả con Thunder Spirit. Đấy. Nó sẽ kết hợp với cả con Thunder Spirit nữa. Nên là cái con này nó sẽ không tung trưởng được liên tục. Ok. Rồi, let's go. Giáp băng nhá. Ngoài xin giáp băng là thế giới luôn này. Giáp băng là có khi là kết thúc trận đấu sớm trước khi bọn nó to luôn. Hay quá. Ui dồi ôi, đồ này thì nó chấn phái rồi. Wow. Được đấy, được đấy. Cà lông à? Chơi chứ. Rồi nhưng mà bây giờ ghép cái gì? Ghép cái xung kích cái giáp băng. Tôi nghĩ là cái xung kích. Tôi nghĩ là thêm cái xung kích nữa anh em ạ. Giáp băng thì nói chung là cần một cái thôi. Tí nữa chơi gót mà. Tí chơi gót mà cần cái thôi. Ok, ui dồi, anh em nhìn kìa, tôi còn đang có chuỗi cộng 5 luôn. Đang có chuỗi cộng 5 và anh em cũng có thể thấy là ở đây tôi còn rất nhiều màu. Bật hẳn lên so với những cái người còn lại. Ok. Xem là còn thằng nào, thằng Beat vẫn sống, Glacier vẫn sống. Glacier, oh Glacier. Glacier, úi dồi ôi, đéo nhấc được tay luôn. Nghe nói Glacier mạnh lắm. 6 Glacier meta. 6 Glacier meta vào chết tức tuổi luôn anh em ạ. Không kịp như là nhấc tay luôn. Blink phát xuống chết luôn. Dark Spirit này. Ui sao nhiều mặt nạ này. Không cần, cái đồ này đâu có cần đâu. Cái hai tia thì tốt nhỉ. Rồi. Dark Spirit 2. Ui. Hai cá lông rồi này. Ui được bom nữa này. Từ từ xem nào. Phải bán bớt cái con gì đây. À, từ từ đá nhá. Từ từ đá, phải bình tĩnh chỗ này. À quên, đây tí nữa thì. Ui có bom này. Bom thì thôi con chắc con Thunder này bỏ đi. Cho bom vào anh em ạ. Ok. Rồi. Hai con ca lông ở đây. Bây giờ sắp chuyển được rồi đấy. Bốn con lóc rồi anh em ạ. Ui rồi ôi anh em nhìn thấy Goblin kìa. Mặc dù có rất nhiều 5 tiền 2 sao đấy. Ui nhưng mà đéo nhấc được tay lên cơ. Ok anh em nhìn kìa. Ui rồi ơ. Thằng kia chết luôn hả? Ui rồi ôi. Mấy trận đấu kết thúc nhanh quá. Tôi còn chưa kịp coi như là làm cái gì cả. Ui không thể tin được. Đúng là giáp băng vào 9m một cái là thôi. Coi như là trần phải luôn anh em ạ. 9m mà có giáp băng thì không thằng nào chịu được. Thằng Goblin to như thế kia rồi mà vẫn chết. Không nhấc tay được lên luôn. Không gây được đam luôn. Đẩy phát 20 máu đau cuối anh em ạ. Dã man. Chọn 9m quá hợp lý luôn anh em ạ. Anh em thấy hay để lại tôi một like. Anh em chưa đăng ký có thể đăng ký kênh để xem các clip khác của tôi nhá. Nếu mà anh em có thời gian, anh em có thể chọn clip bên trái để xem tôi chinh phục cái mức rank queen nó như thế nào. Trận cuối cùng quyết định lên queen cực kỳ kịch tính và căng thẳng. Một máu lật kèo với đối thủ cực kỳ xanh ở giai đoạn late game. Với chuỗi thắng 20 trận thắng liên tiếp. Còn tôi thì bài rất là yếu, rất là khèo. Nhưng mà được cái học sinh nghèo vượt khó. Và anh em cũng có thể chọn clip bên phải để xem một cái bộ tối thượng ở trong cái con game này nó mạnh đến cỡ nào anh em nhé.
Và cuối cùng, nếu anh em yêu quý tôi, anh em có thể đăng ký hội viên để ủng hộ tôi bằng cách ấn vào link ở trên màn hình kết thúc hoặc link ở dưới phần mô tả của video. Cảm ơn anh em rất nhiều và hẹn gặp lại anh em vào những cái clip tiếp theo. Bye bye.